Kính chào quý khán thính giả. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bí quyết đọc một từ tiếng Anh bất kỳ. Và nội dung chính bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với nhận diện và phát âm 8 nguyên âm đôi trong bảng phiên âm quốc tế IPA. Đầu tiên, nguyên âm đôi là gì? Đó là âm được kết hợp bởi hai âm đơn. Ví dụ âm E thì được kết hợp bởi hai âm đơn E, ở. 2. Cách phát âm nguyên âm đôi Khi phát âm nguyên âm đôi, chúng ta sẽ phát âm âm đầu to hơn âm sau. E ở -er. E -er. Và trong tiếng Anh thì có bao nhiêu nguyên âm đôi như vậy? Chúng ta có 8 nguyên âm đôi. Bây giờ xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng đi vào 8 trường hợp nguyên âm đôi này. Trường hợp số 1 Âm Ear -er. Ear -er nguyên âm đôi này được ghép bởi hai âm đơn i ở uh. chúng ta đọc i ví dụ các từ sau đây sẽ đọc là âm đôi i real real ear ear here here tear here. beard. beard. clear. clear. near. near. year. year. beer. beer. Cheers. Cheers. Here. Here. We're. We're. Âm đôi số 2. Air. Air. Các từ sau đây sẽ đọc là âm air. Care. Care. Square, square air, air, chair, chair, fair, fair, hair, hair, stairs, stairs, where. where 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 bear bear aeroplane aeroplane âm đôi số 3 âm a e, a e. các từ sau đây sẽ phát âm là âm a e. Age, age came, came, plain, plain, table, table, rain, rain, wait, wait day, day gray, gray, play, play say, say break, break great grade aid aid wait wait âm đôi số 4 âm i i ví dụ trong các từ like like Time, time, white, white, dry, dry, July, July, why, why, high, high, night. night ride ride bye bye âm đôi số 5 âm oi oi ví dụ coin coin point point voice voice boy boy toy toy enjoy enjoy nguyên âm đôi số 6 âm o o ví dụ các từ no no Code, code, post, post, close, close, drove, drove, home, home, phone, phone. No, no. Slow, slow. Snow, snow. Boat, boat. Tow, tow. Nguyên âm đôi số bảy. âm ao, ao. Ví dụ trong các từ how, how. Now, now. Vào, vào. Loud, loud. Mouth, mouth. Sound sound. Và nguyên âm đôi số 8, âm ua, ua, trong các từ poor, poor, tour", tour, tour, sure, sure. Quý khán tính giả thân mến! vừa rồi là tám nguyên âm đôi trong bảng phiên âm quốc tế ipa quý khán thính giả hãy bật lại video và đọc cho thành thạo thank you for watching and goodbye